anh chi xin kính chào quý vị kính mời quý vị theo dõi bài viết của đài á châu tự do tổng trọng lại mạnh miệng hô hào chống tham nhũng để đánh bóng tên tuổi chống tham nhũng không ngừng nghỉ Phòng chống tham nhũng thời gian tới phải làm mạnh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, không ngừng, không nghỉ và chỉ có tiến lên. Đó là tuyên bố của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng diễn ra vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm năm 2021 được nêu ra tại phiên họp cho thấy Ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 70 tổ chức đảng và hơn 8.000 đảng viên, trong đó có gần 180 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Báo cáo cũng cho biết có 1.850 vụ án mới bị khởi tố liên quan đến tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời cũng đã xét xử kịp thời 4 vụ án tham nhũng trọng điểm, vụ tại công ty cổ phần hóa dầu và nhiên liệu sinh học dầu khí Ethanol Phú Thọ, tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam, vụ tại dự án cải tạo và mở rộng sản xuất giai đoạn 2, công ty gang thép Thái Nguyên, Vụ tại Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco liên quan đến dự án 246 Hai Bà Trưng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, vụ công ty Nhật Cường và một số đơn vị liên quan. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tại phiên họp cho biết các cơ quan khẩn trương đưa ra xét xử 5 vụ án trọng điểm khác trong năm 2021. Trong vai trò chủ trì phiên họp lần thứ 20, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác chống tham nhũng phải làm mạnh hơn, quyết liệt hơn và phải nhân văn, nhân đạo, rất có lý, có tình, tâm phục khẩu phục. Trước đó tại phiên họp đầu tiên kỳ họp 11 của Quốc hội diễn ra vào ngày 23 tháng 3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết công tác phòng chống tham nhũng ngày càng được triển khai quyết liệt và có hiệu quả với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ đã tạo ra sức răng đe cảnh tỉnh lớn. Nhưng theo giới quan sát, hiệu quả chống tham nhũng là không hiệu quả. Blogger Đỗ Nga, một người theo dõi sát sao tình hình chính trị xã hội tại Việt Nam, vào tối ngày 10 tháng 8 lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do liên quan đến phát biểu cùng tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về công cuộc chống tham nhũng do chính ông Trọng phát động từ năm 2016 như sau. Hiệu quả là không có hiệu quả bởi vì xảy ra tham nhũng là bản chất của bộ máy công quyền này. Bản chất của một nhà nước nào không minh bạch thì tạo cơ hội cho tham nhũng. Trong khi đó, tất cả những số liệu mà người dân yêu cầu minh bạch thì không bao giờ họ minh bạch. Bộ máy từ thời các tổng bí thư trước đó cho đến bây giờ thì vẫn như vậy. Có khác thì khác nhau về tham nhũng thôi blogger đỗ nga dẫn chứng các vụ án tham nhũng được phanh phui và khởi tố ngày càng nhiều chỉ là bề nổi của tảng băng tham nhũng tại việt nam bằng chứng là các vụ án tham nhũng càng ngày càng nghiêm trọng với quy mô lớn hơn và có sự tham gia dính líu của giới chức lãnh đạo cấp cao hơn như các cựu bộ trưởng nguyễn bắc son trương minh tuấn và cựu thứ trưởng nguyễn văn hiến thực sự ra chống tham nhũng không hiệu quả bằng phòng tham nhũng Giống như chúng ta ở trong một căn nhà thì phòng cháy vẫn tốt hơn là chữa cháy. Chữa cháy thế nào thì căn nhà cũng rụi rồi. Cho nên phải nói đến tận gốc rễ, nói rộng hơn là thay đổi thể chế còn hẹp hơn là thay đổi những cơ chế nhỏ trong đó. Cả hai lĩnh vực này thì bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam đều chưa thực hiện được. Cho nên theo tôi nghĩ chống tham nhũng xong thì bộ máy vẫn như xưa. Qua một lần trao đổi với Đài Á Châu Tự Do liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A hồi hạ tuần tháng 4 năm 2021 nói rằng, để chống tham nhũng được hiệu quả thì Việt Nam cần phải xây dựng bốn thể chế quan trọng, đó là thượng tôn pháp luật, tư pháp độc lập, báo chí tự do và có các tổ chức xã hội dân sự hoạt động lành mạnh và sôi động. Trong cùng thời điểm hạ tuần tháng 4 năm 2021, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu quan điểm của ông với đại Á Châu Tự Do rằng chống tham nhũng ở Việt Nam phải kết hợp với nhiều hoạt động. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nhấn mạnh một trong những hoạt động quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của các bên liên quan, trong đó có người dân hướng họ tới sứ mệnh phụng sự đất nước. Theo ghi nhận của truyền thông nhà nước Việt Nam, trong thực tiễn có không ít những trường hợp tố cáo tham nhũng lại bị trù dập, bị trả thù. Đơn cử trường hợp thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một giáo viên được biết đến như là tấm gương chống tiêu cực trong ngành giáo dục, hồi trung tuần tháng 3 năm 2021 đã chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do như sau. Tôi có thể thấy, mặc dù chủ trương của chính quyền là bảo vệ khen thưởng người tố cáo, nhưng việc trả thù trù dập người tố cáo diễn ra thường xuyên và chưa bao giờ chấm dứt. Chưa bao giờ người trả thù vùi dập người tố cáo ấy mà bị xử lý thích đáng. Họ bao che bưng bít cho nhau và tôi cũng thấy hiếm khi nào mà người đứng đầu quốc gia lên tiếng trừng phạt những cái người chuyên quyền đã vùi dập người đấu tranh tố cáo. Như trường hợp của tôi, bị hiệu trưởng cũ vùi dập 7 năm không nâng lương, thuê xã hội đen đánh mình, làm đủ trò mặc dù mình là người được quan chức cả nước biết đến nhưng ông ấy vẫn thách thức mà không hề bị xử lý. Ông Trọng quyết tâm chống tham nhũng để đánh bóng tên tuổi, Blogger Đỗ Nga đưa ra nhận định của ông về quyết tâm chống tham nhũng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Thực ra, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam giống như là một công tác quảng bá cho bản thân của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì đúng hơn. Tại vì khi ông Trọng buộc tội hoặc đưa vào tù những quan chức này thì sẽ lấp về những quan chức khác. Thực sự những quan chức khác đó có tốt hơn những quan chức cũ hay không thì lại là một vấn đề nữa rõ ràng từ trước tới giờ qua các thời tổng bí thư thì ông trọng chống tham nhũng quyết liệt nhất tức là thành tích của ông trọng thành tích để tô hồng cho bản thân ông trọng rất là ấn tượng nhưng mà sau khi ông trọng chống tham nhũng thì bộ máy có sạch hơn được không đó mới là vấn đề quan trọng trong khi hầu hết người dân không quan tâm đến vấn đề sau khi chống tham nhũng Đài Á Châu Tự Do ghi nhận một số nhà quan sát tình hình Việt Nam nhận định công cuộc chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động thực chất là các cuộc thanh trừng phe nhóm nội bộ lẫn nhau. Tiến sĩ, bác sĩ Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2014, nêu lên quan điểm của ông với Đài Á Châu Tự Do hồi cuối tháng 12 năm 2020 rằng một khi cương lĩnh chính trị của đảng là cao nhất cao hơn cả hiến pháp thì mọi hành vi chống tham nhũng dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ thời gian nào cũng chỉ là để bảo vệ lợi ích của đảng chứ không phải là bảo vệ lợi ích của dân. Một báo cáo của tổ chức minh bạch quốc tế về chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu năm 2018 đã xếp Việt Nam ở hạng 117 trên 180. Hạng này tụt 10 bậc so với năm trước đó. Tuy nhiên, chỉ số này vào năm 2020 của Việt Nam tăng lên 104 trên 180. Tổ chức Hướng tới Minh Bạch nhận định chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam có xu hướng cải thiện khá tích cực, cho thấy Việt Nam đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, nhưng cần phải quyết liệt và mạnh mẽ hơn. Anh Chi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau.